Thảo xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Con Đã Lớn Khôn. Trước khi chúng ta bắt đầu cuộc hành trình của các bé ngày hôm nay thì cho phép Thanh Thảo được giới thiệu những vị khách mời. Đầu tiên xin được giới thiệu với quý vị khán giả MC Anh Thơ. Và trong phim trường của chúng ta ngày hôm nay còn có sự xuất hiện của một vị khách mời tí hon rất là dễ thương, đó chính là Tai Cô Chàng. Bên cạnh đó chúng ta còn dành một tràng pháo tay để chào đón phụ huynh của các bé, đó là bố mẹ ông bà của Cu Tin và bé Ngọc. Còn bây giờ không để quý vị khán giả chờ đợi lâu hơn nữa, xin được mời quý vị chúng ta cùng làm quen với hai nhân vật chính ngày hôm nay. Xin mời. Rời xa những con phố tấp nập sầm uất, ngày hôm nay Con Đã Lớn Khôn sẽ đến với Hóc Môn, vùng ngoại thành yên bình của thành phố Hồ Chí Minh để làm quen với hai người bạn nhỏ vô cùng đáng yêu nơi đây. Đây là An Nhiên, tên ở nhà là Ngọc. Cô bé có gương mặt luôn đăm chiêu này là một siêu mẻ nheo ở nhà. Tuy nhiên đằng sau vẻ ngoài mít ướt đấy lại là một cô nàng tình cảm tự lập và luôn quan tâm mọi người. Còn anh chàng này là Tin, anh họ của Ngọc. Cậu bé lém lỉnh hay cười hay nói nhưng lại cũng rất dễ tủi thân và khóc nhè. Liệu chuyến hành trình của hai thiên thần nhí này có đẫm trong nước mắt không đây? Alo. Chị sao hả? Chị không có ngoài tiệm, chị đang trong nhà của Út đây. Mẹ của Tin có một tiệm may nhỏ gần nhà và giờ thì mẹ phải quay trở lại tiệm gấp. Và thế là mẹ có một nhiệm vụ giao lại cho hai bạn nhỏ. Rồi Ngọc ôm luôn. Ôm con chó con này qua đưa cho ông Chính đang lấy cái giỏ cá mình đựng cá mình đem về cho mẹ. Giờ anh Tin ôm từ đây đi lại đằng đó rồi đoạn còn lại là em Ngọc ôm. Rồi bây giờ anh Tin ôm đi trước cho em Ngọc bắt trước ôm theo mình là con trai anh hùng lên ôm lên. Làm con chó đi ra. Giờ mẹ dắt băng qua đường là con đi qua nhà ông Chính và mẹ nha. Xong nhớ lấy hai cái giỏ lấy cá về cho mẹ nữa nha. Chút chần chừ rụt rè, nhưng rồi hai bạn nhỏ cũng lên đường. Ngọc và Tin sẽ giúp mẹ mang chú chó nhỏ qua gửi ở nhà ông Chính, rồi từ đó sẽ đi tiếp ra bờ sông, nơi ba của Tin thường câu cá để lấy cá về. Quãng đường cả đi lẫn về, khoảng 1,5 cây, quả là chẳng gần với cả hai bạn nhỏ. Liệu khó khăn gì sẽ chờ đón Ngọc và Tin trên chặng đường này đây? Tự nhiên Thảo có cảm giác là khá là lo lắng cho cô bé Ngọc. Bởi vì cái cụm từ siêu mè nheo, con siêu mè nheo như thế nào mẹ có thể kể rõ hơn về bé Ngọc một tí xíu không ạ? À? Ở nhà thì Ngọc rất là nhõng nhẽo, hay mít ướt lắm, muốn đòi cái gì là phải được cái đó. Không được là sẽ khóc hả đúng chị? Đúng rồi, không được là ăn vạ, lăn ra vậy. Chưa kể có thêm một cái thông tin là anh Tin cũng là một cái nhân vật cũng hay khóc nữa. Có không mẹ, anh Tin nhà có hay khóc không mẹ? Có, anh Martin ở nhà cũng hay mít ướt chứ lắm. Nói động tới là hả nước mắt rớt. Ôi trời. Vậy là cái này lo phải nghe em là hay tuổi thân. Tự nhiên sao Thảo thấy hồi hộp cho cái hành trình này quá. À, bây giờ chúng ta bắt đầu theo dõi xem là Cu Tin và bé Ngọc sẽ đi như thế nào. Đây. Vừa ra khỏi nhà chưa đầy chục bước chân, anh Tin đã bắt đầu than thở. Và thế là chú chó nhỏ ngay lập tức được chuyển giao cho em Ngọc. Em Ngọc la không nhưng mà vẫn ẵm. Khổ quá. Trời ơi. Hai mình tiên sinh vậy đó mà. Than thở chán chê, giờ là lúc anh Tin thể hiện vai trò làm anh của mình. Nó không buồn ra. Má Ngọc giận rồi nè. Còn cô gái nhỏ này vẫn đang tập trung giữ chú chó nhỏ. Mọi phát ngôn nhường hết phần anh vậy. Đừng có phu nước ra. Ờ, nó đôi. Nó ôm em Ngọc gì đó. Ờ. Ờ, nó mệt nó. Không ôm thì để cho nó ôm sao? À, không ôm thì để anh ôm cho, rồi anh có ôm không? Mẹ trời cho nó ôm sao? Ơi. Mạnh miệng là vậy. Nhưng rốt cuộc thì chú chó nhỏ vẫn về tay em Ngọc. Cái cảm xúc như ngày đúng đúng là tuyệt vời đúng không Ngọc? Ồ. Ngọc, cô làm kính xong. Ờ. Đưa con cháu thân kính. Tao nói á. Ông kính ơi mẹ. Mẹ đi thân kính đó nha. Đi. Kìa. Những câu chuyện của anh Tin cứ nối tiếp nhau, chẳng mấy chốc mà nhà ông Chín đã ngay trước mặt rồi. Ông Chín ơi! Ông Chín! Ông Chín!
Có vẻ như ông Chín đang đi vắng thì phải. Và giải pháp của hai bạn nhỏ chính là chờ đợi. Ai bắt cóc là tin đánh. Có ăn trộm là Ngọc sách dép là Ngọc đọc thiệt mạnh đó, đọc bùm bùm vậy đó. Ấm trở lên. Hai, tấn nằm ngủ một chiếu ấy mở quá. Hai đứa mình cũng mệt vậy đúng không? Hai đứa mình cũng mệt. Buồn ngủ quá rồi à. Chờ đợi chưa bao giờ là điều thú vị, dù là với người lớn hay là với các bạn nhỏ. Và thế là... Đúng là êm ái quá. Đúng là êm ái quá. Giữa trưa hè, được nằm trên một chiếc ghế đá mát lạnh thì còn gì bằng, đúng không tin? Đã bổ sung năng lượng bằng một giấc ngủ đủ giấc, giờ thì quay trở lại với nhiệm vụ thôi nào hai bạn nhỏ ơi. Ông Tuấn ơi, ông Tuấn à. Quyết liệt rồi đó. Giờ là bắt đầu sốt ruột rồi. Bóng đỏ ta luôn kìa. Tiếng đập cửa ầm ĩ của hai bạn nhỏ có vẻ đã phát huy tác dụng. Nha, ông Tuấn. Mẹ con Tuấn, ông Tuấn. Dữ mà. Dạ. Tối nay giờ ông ngủ chưa? Ông về trễ quá nha. Dạ. Có con nữa. Lát nữa con hai hai anh em đem cái vỏ cá cho ba con nghe không? Ba hỏi nó chúng ngủ chưa về trễ quá. Dạ. Vậy là nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành. Giờ thì hai bạn nhỏ sẽ lên đường ra bờ sông, nơi ba của Tin câu cá để lấy cá về. Chú chó nhỏ đã gửi cho ông Chín, giờ thì hai bạn nhỏ chỉ cần cầm theo hai chiếc giỏ đựng cá, xem ra chẳng có gì khó khăn nữa rồi. Thế nhưng chỉ vừa đi được một lát thì... Đứt dép, đứt dép. À, đứt dép rồi. Đây. Tuy vậy thì mỗi bước đi của em Ngọc vẫn khá chật vật. Nhanh chóng nhận ra sự nguy hiểm của cô em gái, anh Tin lập tức cảnh báo. Đi theo, báo cóc làm sao? Đến đi nè. Kinh khủng quá. Đi nhanh luôn coi. Nhanh vô đời quá. Trang, đi. Anh Tin làm như là không thấy cái sự rắc rối của liên người ta. Liên tục càm ràm, có vẻ như anh Tin vẫn chưa hiểu nổi rắc rối của em Ngọc. Dẫu vậy thì cũng không thể bỏ em mà đi trước được. Giữa lúc đó thì chiếc dép của em Ngọc chính thức đình công. Những lúc như thế này chính là dịp để anh trai thể hiện sự tháo vát. Và cũng là dịp để anh Tin lên mặt với em Ngọc nữa. Đồ ngốc rớt là đồ. Trái ngốc á mà. Ôi, thấy con ốc vậy. Bé thôi mà. Đi. Cá dở cá, không cá dở cá. Chạy bọn tôi trước. Vui vẻ được chốc lát, anh chàng Tin đã lại... Chẳng mấy chốc, hai bé đã đến được khu vực câu cá. Nhưng ba của Tin thì đang ngồi ở đâu ấy nhỉ? Mải vội chạy đi tìm ba, anh Tin đã quên mất cô em gái. Nhưng mà em Ngọc đang cầm gì vậy nhỉ? Thì ra vẻ mũm mĩm đáng yêu của cô nàng đã thu hút sự chú ý của một bà cụ. Và túi rau chính là món quà bà tặng cho cô nàng.
Trong lúc đó thì mải lo tìm ba, anh Tin không còn nhớ gì đến cô em gái đang đi tụt lại phía sau. Đi mãi vẫn chưa thấy ba đâu, anh Tin đã bắt đầu lo lắng rồi. Và giọt nước mắt cũng đã rơi ra. Cái hình ảnh dừng lại ở đây làm cho ba cũng cảm thấy xúc động nữa. Ở nhà thì cô Tin mến ba nhất. Nếu mà đi với ba rồi, đi đâu xa thì lại nhớ anh hai. Hoặc là nếu anh hai ở đâu là nó ở đó nó khóc, nó chịu rời xa ba với anh hai, bởi đi đường xa như là rất là thương nó. Quay trở lại với vấn đề của cô bé Ngọc, mang tiếng là siêu mè nheo, nhưng cho đến bây giờ thì Thảo vẫn thấy là Ngọc có một cái sự điềm tĩnh của riêng đúng. Mình. Nhưng mà chị ơi, cho em hỏi với cái nhân vật, tuy là chị lướt qua màn ảnh chút xíu thôi, nhưng mà chị có nhận ra cái người đó có quen với gia đình mình không chị? Không. Thực sự ra chị Thảo biết không, mỗi lần mà em dạy bé ở nhà em cũng phân vân cái điều đó lắm. Không thể nào nói với con là con phải cảnh giác với tất cả người lạ. Đúng rồi. Tại vì như vậy là bé tự động sẽ cảnh giác với tất cả luôn. Đúng rồi, và con e dè với cái chuyện tiếp xúc với người ngoài. Tay cô Trần, nếu như mà con gặp người lạ, con có dám lại trò chuyện không? Dạ không. Tại vì á, mẹ con thường dặn á là không được đi những người lạ. Cái đó rất là nguy hiểm. Đối với cái quan niệm của từng bé thì có một cái sự khác nhau, và hơn nữa cái môi trường sống nó cũng tạo nên cái thói quen của các bé. Như ở quê mình thì bước ra một câu là gặp hàng xóm là cứ chào hỏi nhau bình thường. Cho nên là cái suy nghĩ của con nó khác hẳn với những em bé ở thành thị. Giống như tại cô Trần vừa chia sẻ với chúng ta, đây cũng là một cô bé mà hơn 5 tuổi thôi, thì Thảo nghĩ là cái môi trường sống nó cũng tạo nên cái thói quen của các bé, để cho chúng ta có thể hình dung được là mình nên dạy các con mình như thế nào. Dạ, và bây giờ chúng ta theo dõi tiếp xem là giọt nước mắt của cô Tin sẽ dẫn mọi người đi đến đâu đây ạ. Đúng lúc đó thì em Ngọc nhớ lúc anh trai yếu đuối thế này, cô em gái nhỏ đành phải làm chỗ dựa thật vững chắc thôi. Thôi nín đi Tin. Cảm ơn nha. Trời ơi, nín đi nha kìa. Ông ấy vui gì vậy? Mà mua cháo, trận cá, cho cá ăn. Ai vui rồi? Ngọc, bà cho Ngọc con nha. Nha, thôi dạy dạy chị. Xin chị thôi. Rồi anh vỗ về, chị vỗ về người ta như một người em của chị đó kìa kìa. Ráng giới tay lên mà vuốt đầu mới ghê chứ. Anh Tin bây giờ giống như là mất hoàn toàn năng lượng luôn. Gọi ba Dũng. Đúng rồi. Ngọc nói là để Ngọc gọi giúp anh Tin. Anh Tin đứng đây nha. Ngọc gọi ba Dũng. Ngọc gọi ba Dũng cho anh Tin nín. Đó. Em Ngọc sắp cái gì á? Chắc là đứng đôi dép rồi, giờ làm sao? Rồi chút nữa làm sao mà đi về được đây? Con ra lấy cá hả? Dạ. Rồi, má câu được nhiều con cá lắm kìa. Hai đứa cầm giỏ xuống đây. Con không có ở đây. Nè con cá nào Tin. Đứng bắt cho. Nó kìa kìa. Kìa. Bắt cá đi. Đôi khi con trai cũng đơn giản ha, giải tỏa cảm xúc một cái rồi thôi là bắt đầu ráo hoảnh nước mắt liền. Tin lại bắt cá đem về cho mẹ nè Tin. Thường được đi câu cá với ba, anh chàng Tin tỏ ra vô cùng thuần thục. Nhưng thuần thục đến mức tay không bắt cá thế này thì thật đáng ngưỡng mộ đúng không nào? Này tới anh Tin hai con. Anh ba dắt em về đi. À, thấy trời ơi, bắt gặp vậy đó. Thấy chưa, con trai mà giải quyết lẹ lắm, đi về tỉnh bơ được kìa. Không nói thêm một lời nào. Tại vì cô Thơ có con gái, cô Thơ có công chúa, cho nên cô Thơ cứ nghĩ là như vậy, con trai đơn giản lắm. Chứ gặp mà ở nhà cô Thơ là thế nào cũng mày nheo để ở lại rồi. Vừa hào hứng với những chú cá là vậy, anh Tin bỗng chợt nhận ra. Ủa, nó thì đâu tiêu rồi. Nó gì? Nó năm nay
sáng mới chiều cái nhớ, cái tới chiều mới nhớ được cái nón là sao anh. Mà nó cưng nha, nó siêu nhân cưng lắm đó. Cháu chơi lấy mẹ nha. Ai vậy? Anh trộm mà. Ôi trời ơi, cô chỉ dụ người ta kìa, dễ thương chưa. Lắm ghê luôn á chị. Con cá mập kia kìa. Trời ơi, anh này cũng giả thuyết theo luôn. Mà rất biết cách ăn ủi đúng không? Ừ. Từ nãy giờ luôn, cái tình huống nào chị ăn ủi rất là tốt. Trời ơi, 3 tuổi rưỡi mà chị làm tôi ngạc nhiên ghê chưa. Anh thả mấy con cá đi xuống nha. Ui, bài bộ ghê. Giờ đây. Vừa đổ thừa cho cá mập là vậy, nhưng ngay sau đó thì anh Tin đã lại. Không mất năm anh em sinh nhân của Tin nữa. Không sao nữa. Đó của anh hai Tin đó, ngọc mất anh hai chân quýnh. Dạ đổ lỗi cho em nộp lầm mất. Rất ăn mình em thì ngon rồi. Là buồn lắm rồi đó. Không đi đâu. Trước lý lẽ của anh Tin, em Ngọc có vẻ cũng chả buồn tranh luận. Và thế là mỗi người một nơi. Ngọc bỏ đi. Bỏ đi. Đó, giận rồi. Ngọc bỏ về. Cây đông. Cây đông. Ngọc bỏ. Ngọc bỏ nhưng mà vẫn cứ quay lại để hù tiếp vậy. Bắt mắt hay vô. Thế nhưng anh Tin cũng chỉ giận hờn chốc lát mà thôi. Vội vã chạy theo cô em gái, anh Tin chợt gặp phải một sự cố nghiêm trọng. Có vẻ như chiếc quần này không thích hợp với việc chạy nhanh rồi Tin ơi. Trời ơi, cho mặc quần rút. Cho Tin nữa Ngọc. Có vẻ như em Ngọc vẫn chưa nhận ra được sự cố của anh Tin thì phải. Và thế là anh Tin phải một mình chật vật với chiếc quần trắng chịu hợp tác. Hết rồi, anh này cái tính anh rất là mắc cỡ nhiều thứ lắm. Rồi bây giờ trước mặt em Ngọc mà đứng cứ nắm cứ túm vậy rồi sao? Hay là bắt đầu xuống tinh thần rồi. Ngọc cũng thấy nan giải trong tình huống này đó. Có rất là nhiều phát sinh những cái tình huống trên đường đi. Mà tình huống nào thì Ngọc cứ như là giải quyết cái một. Gặp chuyện gì rồi cứ xử lý rồi cứ đi thôi. Tại cô chẳng, lỡ một bạn trai nào đó mà bị xúc cái dây quần như vậy đó mà bạn không biết cột lại thì con có cột lại giùm bạn giống như là bé Tin này không? Dạ có. Mẹ con đã dạy cho con cách thắt nơi rồi cột dây luôn rồi. Nhưng mà mình là con gái mà mình cột giùm cho con trai vậy mình có mắc cỡ không? Dạ cũng mắc cỡ. Cũng mắc cỡ vậy cuối cùng là có quyết định cột hay không? Dạ có. À, ta cô chẳng đã như vậy rồi thì bây giờ để coi cô nàng mạnh mẽ của chúng ta, cô Ngọc sẽ như thế nào đây ạ. Mời quý vị theo dõi tiếp. Ngọc cũng thấy nan giải trong tình huống này đó. Nha. Đi nhanh nha. Một tay xách cá, một tay túm quần kìa đó, tội chưa? Tiếng khóc của Tin có vẻ đã khiến em Ngọc nhận ra rắc rối của anh mình rồi. Thương chưa? Bỏ về anh. Những việc tỉ mỉ thế này cứ để con gái ra tay. Cột mà đâu có dính lâu là đâu đâu, thấy chưa? Có cùng nhau trải qua khó khăn thì mới cùng nhau lớn khôn được. Đúng không nào Ngọc và Tin ơi? Ủa, vấn đề là nghiện hồi tuột luôn á con.
Tuy vậy thì sự cố này cũng ngoài khả năng xử lý của em Ngọc rồi thì phải. Nghe bây giờ nắm sợi dây luôn cho nó đừng có tuột ra nữa. À, Ngọc khóc luôn rồi. Bà cột quần cho con nhá. À, tuột, tuột đi. Làm sao con? À, cột lại. Được rồi. Giờ thì mọi sự cố đã được khắc phục, quãng đường về cũng không còn xa nữa. Cố gắng lên nào Tin và Ngọc ơi. Một chuyến đi đầy nước mắt của hai thiên thần nhí. Dẫu vậy thì cả hai anh em đã học được cách giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, bảo vệ nhau khi gặp nguy hiểm. Ngọc không phải là cô nàng mít ướt như mẹ thường nghĩ. Anh Tin cũng không phải là cậu bé ham chơi, không để ý xung quanh. Mẹ ơi, Tin và Ngọc đã thật sự lớn khôn rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đón chào cô Tin và bé Ngọc. Xin mời. Đi giỏi quá, cho nên là bây giờ cô Thảo với cô Thơ là sẽ có quà tặng cho con. Rồi, bên này. Rồi, các con lên ghế ngồi. Đối với một vài cái bạn nam có tính là hay tuổi thân á, ba mẹ hơi lo lắng. Con trai mà, ai cũng thích là con mình mạnh mẽ. Tuy nhiên đối với anh chàng Tin này á, thì anh Thơ nhận thấy là khóc thì khóc, nhưng gặp mẹ một cái là mẹ ơi cỡ nè. Có nghĩa là con khoe chiến tích của con trước, chứ con không có nói về cái sự cố của mình. Thành ra khi lớn lên anh Thơ nghĩ đây sẽ là một cái chàng trai mà cũng đủ mạnh mẽ, ở bên cạnh đó thì rất là tình cảm. Còn bố mẹ thì bố mẹ thấy các con khác gì so với ở nhà? Hôm nay mình xem thì mình thấy con thật sự bất ngờ. Mình ở nhà mít ướt nhõng nhẽo lắm. Như nãy cái tình huống mà bị đứt cái chiếc dép á, là như ở nhà là chắc là ngồi xuống là khóc liền á. Thấy con vậy là mẹ cảm thấy rất là mừng, thấy con lớn hẳn lên luôn á. Cho nên là qua mỗi một hành trình con đã lớn khôn, chúng ta thấy tính cách của các bé đã mang đến những màu sắc rất là thú vị cho chương trình. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị khán giả đã luôn quan tâm và theo dõi cho chương trình. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Chú người xấu rồi, chú ăn cắp đồ sao? Không có, chú coi trường kỹ lắm. Nhà mình có gì quý quý không? Không, không phải đâu, bình thường rồi. Nhà giàu quá vậy? Không dám giàu đâu, nghèo gần chết. Để cho chú học sữa đi. Học sữa làm kem á. Chú về chú làm kem cho con chú ăn. Bệnh mận kem, bệnh nghiêm á. Em vô tránh giữa đi, em vô tránh giữa đi. Ra chỗ này có chó lắm. Em xin có thờ nha, em xin cắn không? Thôi nha.